chào các bạn nhỏ, thì lại là cô Xuyến đây. Hôm nay cô Xuyến sẽ quay một video clip để giới thiệu với các bạn về việc bắt cá ở nhà cô Xuyến nha. Thì hiện tại là dưới quê cô Xuyến đang bị một cái gọi là hạn hán, cho nên là ở dưới mùa cô Xuyến không có nước cho các bạn cá sống, nên các bạn cá bị thiếu nước nè. Cho nên cô Xuyến và em cô Xuyến đã lấy những cái rổ nè, và bây giờ sẽ xuống mua để bắt những bạn cá đó lên và thả qua cái ao có nước, hoặc là cho các bạn cá đó vào lu rồi bỏ nước vào để cho các bạn cá sống đó. Bây giờ các bạn cùng theo dõi nha. Bây giờ thì em cô Xuyến đang xuống mương nè, các bạn thấy không? Ở dưới mương thì nó không có nước luôn, cho nên là cát cái con cá nó không có sống được, nó đang chui đầu nó xuống sình đó. Có nhiều con hôm bữa cô Xuyến thấy là nó tự nhiên nó bay lên sình, cái xong nó cắm đầu vô sình cái nó chết queo luôn các bạn. Rồi bây giờ em cô Xuyến sẽ vớt nè. Đó, trời ơi, thấy ghê không? Ngoan ơi, lấy cái gỗ vớt vô á. Thì bây giờ cô Xuyến và em cô Xuyến sẽ bắt những con cá này qua cái mương bên kia và cho truyền nước xuống á. Rồi bây giờ cô Xuyến và em cô Xuyến bắt cá nha. Rồi cá luôn nè, mà bây giờ xinh quá trời rồi, cho nên là cô Xuyến sẽ tạm dừng video ở đây một xíu nha. Cô Xuyến với em cô Xuyến đã bắt những cái bạn cá, những con cá lớn á, đi qua cái mương kia rồi. Một xíu cô Xuyến sẽ qua cái mương kia cho các bạn xem. Mương này thì bây giờ nó hết nước, chỉ còn xình thôi. Bây giờ em cô Xuyến đang tát mương lên, tát xình lên để bắt những cái con cá nhỏ này nè các bạn. Các bạn ơi, chắc bây giờ các bạn không còn nhận ra cô Xuyến nữa đúng không? Cô Xuyến hy sinh về nghệ thuật quá nè. À các bạn, hồi nãy á, đây là những con cá lớn cô Xuyến hồi nãy cô Xuyến đã bắt qua cái mương bên kia rồi đó. Đây là cá cha nha, mà nó sình quá nên các bạn không nhận ra đâu. Còn em cô Xuyến đang tát mương ở dưới đây, quê cô Xuyến kêu là tát mương, thì đó để bắt những con cá nhỏ vậy nè. Zoom sâu vô cho các bạn nhỏ coi nha. Đây là những con cá nhỏ này, người ta kêu là cá gì cô Xuyến cũng không biết luôn. Hình như là cá sặc á các bạn. Các bạn ơi, vậy là thành quả chiều hôm nay của cô Xuyến với em cô Xuyến tát mương nè, đó chính là những con cá sặc thật là ngon luôn. Một xíu thì cô Xuyến sẽ mần và chiên cho các em cô Xuyến ăn. Còn những con cá lớn thì cô Xuyến đã thả xuống mương có nhiều nước hơn rồi. Cá lớn mà cô Xuyến đã thả xuống mương cho cá sống các bạn. Vậy là cô Xuyến sẽ kết thúc video này tại đây. Và cô Xuyến mong là các bạn và gia đình sẽ xem video này thật là vui vẻ. Và nhớ đón xem nhiều video khác của cô Xuyến ở quê đó nha. Chào tạm biệt các bạn.